Xin chào mọi người trong văn phòng. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi hội thảo của công ty em ngày hôm nay. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Đào Hải Yến, là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu và có những cái hoạt động trong chuyên khoa thẩm mỹ nội khoa. Thì hôm nay bài của tôi liên quan đến một dòng máy chăm sóc da đa chức năng. Thì dòng máy của ở đây các bạn có thể thấy, các anh chị có thể thấy được, đó là máy Octoline thế hệ 2. Đây là một máy chăm sóc da 8 trong 1, tức là nó sẽ có tích hợp 8 chức năng trong cùng một thiết bị máy này. Ở đây thì tất cả các anh chị em làm trong các thẩm mỹ viện cũng như spa thì chắc chắn là không thể thiếu được một máy chăm sóc da. Chăm sóc da ở đây mình sẽ có những bước chăm sóc da ban đầu, làm sạch tại tế bào chết, sau đó chúng ta sẽ đưa dưỡng chất vào và tùy vào tình trạng da của mỗi bệnh nhân hay khách hàng, chúng ta sẽ đưa những cái hợp chất khác nhau để góp phần trong cái liệu trình điều trị da. Thì đây là hệ thống máy được sản xuất của có một từ Hàn Quốc, và đây là hệ thống máy đã đạt giải nhất trong giải máy thẩm mỹ chăm sóc da vào ở Thần Lan năm 2009. Tại sao thiết bị này nó lại có được nhiều chức năng và được giới chuyên môn cũng như là các chị em phụ nữ đánh giá cao như vậy? Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của máy Octoline này. Tám chức năng của máy Octoline thì chắc chắn không thể thiếu được những chức năng cơ bản của máy chăm sóc da, đó là chức năng tẩy tế bào chết. Chức năng thứ hai là chức năng điện truyền ion. Thì như mình đã nói thì điện truyền ion này nó sẽ sử dụng nguyên lý dòng điện cực âm và cực dương để chúng ta có thể điện chuyển những phân tử thuốc hay những tinh chất mà chúng ta muốn đưa sâu vào da hơn là việc chúng ta có chỉ massage thoa trên da bình thường. Chức năng thứ ba đó là chức năng về ion. Thì ion này tùy vào tình trạng da thì chúng ta có thể chọn ion dương hoặc ion âm. Cái này chúng ta sẽ nói sâu hơn ở những phần sau khi đi vào cụ thể chức năng của từng chức năng. Chức năng thứ tư đó là chức năng phun oxy. Thì oxy tươi là một khái niệm rất quen thuộc với anh chị em làm trong ngành thẩm mỹ này rồi. Thì oxy tươi được định nghĩa đó là oxy phân áp cao, tinh khiết nhất là khoảng 98% oxy. Thì chức năng của oxy ở trong tế bào cơ thể người thì không còn xa lạ gì với chúng ta nữa, tăng vi tuần hoàn, tăng trao đổi chất và từ đó làm cho chúng ta khỏe lên. Tuy nhiên máy Octoline còn có ưu điểm trong oxy, tức là oxy này sẽ được phun ra dưới áp lực rất cao, vừa có tác dụng tăng vi tuần hoàn nhưng vừa có tác dụng đẩy sạch những bụi bẩn, và đây là tác dụng làm sạch sâu hơn cái da trước khi chúng ta có thể đưa dưỡng chất vào. Chức năng thứ năm đó là chức năng ultrasound. Ultrasound hay còn gọi là siêu âm. Thì đầu siêu âm chúng ta sẽ có hai đầu dành cho mắt và dành cho mặt, sẽ có những tần số cũng như là năng lượng khác nhau. Thì chức năng của ultrasound như thế nào và ứng dụng của nó trong điều trị thẩm mỹ ra sao thì phần sau chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ở slide tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chức năng của từng vào cụ thể những cái chức năng của máy Octoline. Chức năng thứ nhất đó là chức năng làm sạch. Đây là chức năng của cả sóng siêu âm, cả đầu tẩy tế bào chết. Thì chức năng này có hiệu quả loại bỏ tế bào chết, cặn trang điểm, các vã nhờn, và đặc biệt là đối với những da có sự không đồng đều về mặt sắc tố. Ở cái đầu sóng của máy Octoline, ở chức năng này chúng có khả năng mang những cái xung động nhỏ vào sâu trong da, nên là tế bào đó chính là cái màng đáy nơi tập trung rất nhiều các phân tử melanin. Thì nhờ cái xung động này thì các phân tử melanin sẽ được đẩy lên trên mặt nông hơn. Như chúng ta đã biết, nguyên lý muốn loại bỏ những sắc tố thì bắt buộc những sắc tố từ sâu bên trong sẽ phải được đẩy lên, sau đó đại thực vào và chúng ta mới có cơ hội dọn dẹp nó được tốt hơn. Thì đa số tất cả các nguyên lý trong điều trị nám, chúng ta đều đẩy những sắc tố nằm ở phía sâu lên bề mặt nông. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp các ánh sáng khác như IVL hay laser toning để chúng ta tiếp tục xử lý nám. Đó là chức năng cực kỳ hiệu quả của máy Octoline này. Tiếp theo, chức năng về tẩy tế bào chết. Thì đó là bước đầu tiên cơ bản nhất trong tất cả các liệu trình để làm sạch da.
thì tẩy tế bào chết. Chúng ta tẩy tế bào chết thì chúng ta cũng sử dụng một cái đầu scraper. Thì những cái đầu scraper thông thường sẽ có chức năng là làm sạch các tế bào sừng, các tế bào bã nhờn và cả những cái độc tố của những vi khuẩn gây mụn ở trên da. Và trong cái quy trình làm sạch hay là liệu trình điều trị da nào thì đều cái bước này đều là bước rất cần thiết. Trong máy Octoline thì chức năng về nâng cơ trẻ hóa da được thực hiện bởi các sóng âm. Thì sóng âm này tại sao nó có chức năng làm nâng cơ được? Thì chúng ta đã biết thì sóng âm hay còn gọi là sóng siêu âm, nó sẽ có những cái tác dụng đến những cái lớp sâu hơn là tế bào thượng bì như là hai chức năng trước. Thì nó sẽ đến tới lớp trung bì, chính là nơi có tập trung rất nhiều collagen và elastin. Thì khi mà cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa sau 25 tuổi thì một chu kỳ collagen và elastin bắt đầu kéo dài ra. Và chính cái chức năng của mặt sóng âm thì nó sẽ kích thích cái chu trình chuyển hóa đó nhanh hơn, và cái cơ hội collagen và elastin nó lại tái sinh, nó sẽ được tốt hơn. Từ đó thì nó sẽ mang đến những cái chức, mang đến những hiệu quả rất tốt cho da lão hóa. Chức năng tiếp theo đó là chức năng vitamin. Chức năng vitamin thực chất là đặt tên như thế này thôi, nhưng cốt lõi của vấn đề chính là sử dụng dòng điện. Thì khi dòng điện nó sẽ có cực âm và cực dương, tùy vào tình trạng da chúng và tùy vào cái thuốc chúng ta đưa vào mang điện tích âm hay điện tích dương, thì chúng ta có thể dùng dòng điện của máy Octoline để chúng ta đẩy cái dưỡng chất đó vào da tốt hơn. Thì các anh chị có thể tùy vào tình trạng da khách, các anh chị có thể sử dụng những sản phẩm đi kèm, đó là Ampu hay là gọi hay còn gọi là serum đậm đặc, hay các loại kem, hay các loại serum, hay các loại vitamin. Các anh chị đẩy dưỡng chất vào sâu trong da để góp phần điều trị tình trạng của da. Và cái chức năng quan trọng nhất của hệ thống máy Octoline đó chính là chức năng ultrasound. Ultrasound hay còn gọi là sóng siêu âm. Sóng siêu âm tính là sóng âm mà tai người không thể nghe thấy được. Tần số bắt đầu trên 20.000 Hz thì chúng ta có thể gọi đó là sóng siêu âm. Thì sóng siêu âm có rất nhiều ứng dụng trong điều trị y khoa, và gần đây nhất, khoảng 20 năm gần đây, sóng siêu âm đã được áp dụng rất nhiều trong ngành thẩm mỹ. Thì sóng siêu âm trong ngành thẩm mỹ thường chúng ta sẽ sử dụng với tần số cao. Tần số cao tức là trên 3 MHz thì bắt đầu chúng ta sử dụng nhiều trong thẩm mỹ nội khoa. Thì tại sao ultrasound lại có rất nhiều ứng dụng trong ngành thẩm mỹ như vậy? Tại vì ở cái tần số đó và tùy vào bác sĩ điều chỉnh nhận năng lượng, thì sóng âm có thể xuống đến cả tầng trung bì, tầng hạ bì chính là cái tầng mỡ, và sâu hơn nữa đó chính là cái tầng smart, chính là tầng cân cơ nông mà các anh chị đang sử dụng ở ứng dụng trong máy HIFU để làm nâng cơ trẻ hóa không phẫu thuật. Thì tương tự với nguyên lý đó thì Octoline có hai đầu sóng âm cho sóng siêu âm cho vùng mặt và vùng mắt. Thì những cái vấn đề mà sóng siêu âm có thể điều trị được như Sky đã cho chúng ta thấy, thứ nhất đó là điều trị về nếp nhăn. Tại vì sóng siêu âm xuống được tầng trung bì, chắc chắn là xuống được tầng trung bì là chính là cái tầng mà collagen và elastin chúng ta lão hóa theo thời gian, thì nó sẽ kích hoạt collagen và elastin co ngắn lại và tăng sinh. Tiếp theo đó là mụn. Tại sao sóng siêu âm có thể giải quyết được cho chúng ta trong những tình trạng da mụn? Vì sóng siêu âm sẽ kích thích vi tuần hoàn tại chỗ. Mụn được sinh ra do sự bít tắc bã nhờn, một trong bốn cơ chế sinh ra mụn đó là bít tắc bã nhờn. Thì chính nhờ sóng âm này thì bã nhờn chúng ta được loại bỏ một cách tốt hơn, và hệ thống mạch bạch huyết ở đó hoạt động tốt hơn, do đó vi khuẩn mụn sẽ không có cơ hội để phát triển. Chức năng thứ ba của sóng siêu âm đó chính là điều trị về mạch máu. Các anh chị em có thể thấy được rất nhiều phụ nữ Việt Nam có tình trạng những mao mạch máu nhỏ li ti trên bề mặt da. Hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng mao mạch máu đó chính là do tình trạng lão hóa da, và thứ hai đó là do ánh sáng. Tia UV không chỉ làm cho da chúng ta sạm đi mà nó sẽ làm cho cái cấu trúc mạch máu của chúng ta bị giòn, bị gãy. Thì nó sẽ tăng cái kích thước mạch máu trên da mà chúng ta có thể thấy được, đó là những cái mao mạch giãn. Thì chính nhờ sóng âm này nó sẽ làm củng cố cái thành mạch bền vững hơn, và nó sẽ làm co nhỏ những cái mạch máu giãn trên da, thì nó sẽ làm cho da chúng ta khỏe hơn và không có những tình trạng lộ rõ của mao mạch nữa.
Chức năng thứ tư của sóng siêu âm đó chính là sóng siêu âm sẽ giúp chúng ta tăng tính thấm của màng tế bào và mở những cái kênh ion, từ đó giúp cho những cái mỹ phẩm mà chúng ta đưa vào sau đó nó sẽ hấp thu tốt hơn. Chức năng thứ năm về cái đầu sóng siêu âm cho vùng mắt thì nó sẽ kích thích vi tuần hoàn tại chỗ, nó sẽ làm giảm cái quầng thâm của mắt. Thì như chúng ta biết thì quầng thâm mắt có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là do mạch máu di truyền. Có những anh chị em vẫn thức không phải thức khuya, cũng không đã chưa đến tuổi lão hóa nhưng mà mắt rất là thâm, đó là do cái mạch máu của ngực của cơ địa đấy giãn và có những cái màu thâm tím sẫm. Nguyên nhân thứ hai đó là do lão hóa, khi mà mất mô mỡ ở vùng quanh mắt thì cũng sẽ làm cho cái vùng vọng mắt của chúng ta bắt đầu giảm thể tích, chúng ta sẽ thấy vùng hõm rất là sâu. Và nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân khá nhiều anh chị em gặp, tức là do cái vọng mắt của chúng ta lớn thì khi mà ánh sáng có một cái vật cản lại thì khi ánh sáng xuyên qua thì vì cái vọng mắt nó phản lại thì chúng ta sẽ thấy một cái vùng tối ở phía dưới của cái vọng mắt. Đó là ba cái nguyên nhân chính gây ra cái vùng thâm ở mắt. Thì nếu mà là nguyên nhân do cơ địa vì mạch máu giãn thì máy sóng siêu âm cho vùng mắt này chính là một giải pháp rất tốt để kích thích vi tuần hoàn tại vùng thâm mắt. Hoặc là các anh chị có thể mở glutathione ở vùng quanh mắt để sau đó chúng ta sẽ đưa những cái vitamin hoặc là những cái phân tử glutathione, vitamin cho vùng mắt, chúng ta có thể làm sáng về cái vùng thâm mắt. Và một cái chức năng cuối cùng và cũng rất quan trọng đối với những da có cellulite, tức là một tình trạng là da sần sùi vỏ cam do tích trữ lipid và triglyceride trên bề mặt da, thì chính cái sóng siêu âm này nó cũng sẽ làm cho những cái tế bào mỡ nó phân hủy tốt hơn và kích thích vi tuần hoàn tại chỗ, nó sẽ làm cho cái vùng da sần sùi vỏ cam đó nó sẽ mịn màng hơn. Đấy là những chức năng cực kỳ quan trọng của đầu ultrasound dành cho mắt và dành cho mặt của hệ thống mắt tonal này. Thì đi sâu hơn vào cái chức năng đầu ion thì ion của Optoline sẽ có hai đầu ion dương và ion âm. Thì theo nguyên lý những ion cùng dấu sẽ đẩy nhau và ion ngược dấu sẽ hút nhau. Thì tùy vào tình trạng da của bệnh nhân khách hàng, chúng ta có thể lựa chọn những đầu ion âm và ion dương phù hợp. Trên đây đã liệt kê ra ion dương nó sẽ phù hợp cho những điều kiện da dầu nhiều, da hỗn hợp thiên dầu hoặc là những da mà các anh chị nhìn thấy sợi vã nhờn và mụn trứng cá rất nhiều, thì chúng ta nên dùng ion dương để chúng ta điện di những cái vitamin B, chủ yếu là vitamin B vào, và những cái hỗn hợp điều trị mụn. Tại vì đa số những trường hợp da như thế này thì chúng ta cần lấy đi những cái enzyme và những cái hoạt chất của vi khuẩn gây mụn, chúng ta sẽ sử dụng đầu ion dương. Trong khi đó đầu ion âm là đầu mà chúng ta có thể đẩy dưỡng chất vào tốt hơn. Các anh chị trên thực hành các tôi nghĩ chắc chắn là anh chị sẽ sử dụng đầu ion âm rất là nhiều để các anh chị điện di vitamin C, những cái vitamin hoặc là những ambu, những serum thì chúng ta thường sẽ điện di bằng ion âm. Thì ion âm rất là phù hợp cho những tình trạng da mà kết hợp với điều trị sạm, điều trị nám, điều trị tăng sắc tố sau viêm. Tiếp theo slide cho chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà các anh chị có thể kết hợp vào tùy vào điều kiện của cơ sở của các anh chị có những hợp chất gì thì chúng ta sẽ điện di vào những hợp chất đấy. Chức năng về mặt nâng cơ thì lúc nãy mình cũng đã phân tích rất rõ về cái tại sao máy Optoline đã làm được chức năng nâng cơ nhờ tác dụng sóng âm của Optoline. Và chức năng quan trọng của máy Optoline này hơn hẳn so với hệ thống những máy chăm sóc da bình thường đó là đầu oxy. Thì đầu oxy của máy Optoline có hai chức năng là oxy Z-view và một đầu là oxy spray. Thì nếu anh chị nào làm trong ngành thẩm mỹ và spa trong vòng 10 năm gần đây thì chắc không xa lạ gì về khái niệm phun oxy tươi để làm sạch da, tăng tuần hoàn và trẻ hóa da. Thì oxy tươi thực ra gọi oxy tươi cũng chưa chính xác lắm, với lại là thực chất cái khí oxy mà chúng ta đưa vào da của khách hàng. Oxy này tùy vào số lượng thanh oxy cài đặt trong máy thì chúng ta sẽ có cái phần trăm oxy cần thiết.
thì thường trên 50% oxy đã gọi là một nguồn oxy tinh khiết rồi. Sau khi oxy được phun ra với áp lực cao cùng với nước muối sinh lý các anh chị đặt cùng lúc vào trong máy Octoline thì nó sẽ tạo ra một dòng vừa nước vừa khí. Thì chính dòng này nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là tác dụng cơ học, tại vì nó phun ra với áp lực khí nén rất cao thì dưới áp lực này chúng ta có thể đẩy được hết những bụi bẩn, những sợi đã nhờn mà dầu tẩy trang lúc trước chưa làm sạch được. Thứ hai là chức năng về hóa học của oxy. Thì oxy sau khi kết hợp với nước sẽ sinh ra một ion O3. Thì chính cái ion này nó sẽ giúp cho tăng vi tuần hoàn máu tại chỗ. Thì tất cả tế bào nào cũng cần oxy để mà chuyển hóa hết. Thì khi mà tế bào được cung cấp một nguồn oxy tốt thì tất cả những mọi quá trình chuyển hóa nó được diễn ra nhanh hơn, nhất là những tình trạng da đang có buồn thâm mất, những tình trạng da đang có mạch máu giãn và những tình trạng da mụn nhiều. Thì oxy tươi là một giải pháp cực kỳ quan trọng để làm tăng vi tuần hoàn tại chỗ, để có thể cải thiện được những cái tình trạng da đó. Và chức năng cuối cùng của máy Octoline sẽ có một đầu riêng để chúng ta phun những cái dưỡng chất dưới cái sóng oxy spray như tôi nói. Thì ở đầu phun này chúng ta vừa phun khí vừa phun được cái hợp chất mà chúng ta cài đặt vào. Chúng ta đã đi qua hết 8 chức năng của máy Octoline. Và khi ba của các anh chị sở hữu được dòng máy này thì bên công ty sẽ gửi cho các anh chị tất cả những liệu trình chuyên dụng cho từng loại da ở trên máy Octoline. Nhưng ba cái quá trình quan trọng nhất các anh chị luôn luôn cần phải làm đó là làm sạch bằng thể tế bào chết, làm sạch bằng sóng âm của đầu máy Octoline. Thứ hai đó là phun oxy. Thì oxy như chúng tôi nói là dưới áp lực của oxy và nước thì làm sạch sâu một làn da. Muốn điều trị bất kỳ những bước gì chuyên sâu thì cái bước làm sạch cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải mở hết tất cả những cái kênh trên bề mặt da thì chúng ta mới mong là có thể điều trị được, đưa dưỡng chất vào để có thể điều trị được tình trạng da đó. Thì đây là những slide cho chúng ta thấy là Octoline có thể phù hợp với tất cả các quá trình điều trị, từ chăm sóc da cơ bản, điều trị da mụn, điều trị những da mẫn cảm dị ứng, những da nhiễm corticoid, lệ thuộc corticoid. Tất cả những quá trình này là quá trình đã được nghiên cứu kết hợp Octoline với những cái phương pháp điều trị chuyên sâu hơn như laser toning, tiêm mesotherapy trong những điều trị nám, điều trị mụn. Rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe bài thuyết trình, và tiếp theo xin mời chị Tuyết Hòa sẽ tiếp tục chương trình.